Rồi thôi bà cứ nằm đi, bà cứ nằm nghỉ đi cho khỏe đi. Tí nữa con hỏi bé Nguyên. Dạ. Nó ông mất được mấy năm rồi em? Dạ ba em mất 8 năm rồi. 8 năm à? Vậy là bà cũng chịu đựng căn bệnh này 8 năm à? Dạ, hơn á. Hơn luôn. Mà 8 năm mất là bắt đầu nó nặng anh. À. Chứ lúc trước có một nhỏ. Vậy là lúc là 50 tuổi là bà bắt đầu bà bị. Bà uống sữa và cho khỏe. Hey, xin kính chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đã có mặt ở Long An. Hôm nay mình ghé lại đây để thăm lại các hoàn cảnh của cô Chóp, người mà bị một cái nốt ruồi. Và sau khi tẩy nốt ruồi thì cô ấy bị ăn hết cả khuôn mặt luôn các bạn. Thì không biết đó có phải là virus ăn thịt người hay không. Cũng như cái hoàn cảnh của cô bây giờ khá là bí đát, bởi vì cái nguyên toàn bộ cái khuôn mặt của cô ấy, các bạn, bây giờ là bị virus nó ăn sạch nguyên cái khuôn mặt luôn. Bây giờ thực sự nếu mà nhìn thẳng vào á thì không ai dám nhìn luôn các bạn, bởi vì nó ăn hết tất cả khuôn mặt, hốc mắt, hốc mũi, hốc mồm, là nó ăn toàn bộ, như coi như là cái mặt không có một miếng da nào, miếng thịt nào, chỉ có lòi ra mỗi xương thôi. Thì hôm nay mình quay lại đây để thăm cô cũng như chia sẻ cái hình ảnh của cô đến với mọi người. Thì do cái chính sách của YouTube thì một số cái đoạn mà hình ảnh của cô thì mình đã phải che lại, bởi vì nếu không che lại thì YouTube sẽ không cho mình đăng cái hình ảnh đó lên trên các bạn. Thì cô đã bị căn bệnh này khá là lâu rồi các bạn. Bây giờ thực sự là cái hoàn cảnh của cô không còn cái hy vọng nào nữa, bởi vì cũng không có thuốc nào để mà chữa trị được cái căn bệnh này. Thì bây giờ mình chia sẻ cái hoàn cảnh của cô tới với mọi người, cũng hy vọng cô có một cái chút gì đấy gọi là cái an ủi, cũng như có tiền mua thuốc mua men thôi. Thì rất may là mình chia sẻ lên thì cũng được mấy cô chú anh chị có gửi cho cô một chút tấm lòng. Thì hôm nay mình xuống đây cũng như thăm lại cô và trao lại cái số tiền này cho cô. Thì bây giờ xin mời mọi người vô cùng mình để tìm hiểu về hoàn cảnh cô bây giờ như thế nào nhé. Đây, trước mặt các bạn đây chính là cái nhà của cô. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi vô. Cô ơi, ừ. Khỏe không cô? Rỡ. Bữa nay càng ngày càng ốm, chào em. Bữa nay đỡ được tí nào không cô? Hả? Bữa nay đỡ được tí nào không? Rỡ. Dạ. Cô ăn cơm chưa? Ăn sáng rồi. Ăn sáng rồi hả? Là trưa ăn chưa em? Dạ, mới ăn miếng cháo anh. Ăn miếng cháo hả? Dạ. Thể hình của cô bữa nay có đó thế nào không? Dạ, nó cũng vậy à anh ơi. Cũng vậy hả? Có đau không cô? Nó lúc đầu. Đau lắm hả? Bị nghẹn hả? Dạ, thở không được luôn á. À, có nghĩa là lúc mình ăn, bởi vì khó ăn quá mà đúng không? Dạ. Ăn xong là bị mắc nghẹn. Dạ. Thở không được. Dạ. Rồi đi bệnh viện hay ở nhà luôn? Dạ, nhà. Làm... không cho đi nữa. Dạ. Em ngồi kế bên bà đây cho anh hỏi thăm tí. Dạ. Hôm trước là em nói bà bao nhiêu tuổi ta? Mẹ em năm nay 61 tuổi mà bị cái căn bệnh này lâu chưa ta? Dạ, bị nay 8-9 năm rồi. 8-9 năm rồi? Dạ. Cái lúc mới đầu ấy là nó chỉ là một cái nốt ruồi thôi đúng không? Dạ. Rồi sau đi bà đi tẩy cái nốt ruồi đó. Không có tẩy mà tự đóng ma ba. À. Tự nó ăn lan, nó bể. Chứ không có tẩy gì. Nhưng mà cái lúc đó mình có nặn hay lẻ cái nốt ruồi đấy không? Nhìn như không. Không mà tự nó ăn vậy không? Dạ, tự nó đen vậy.
Nó đen như nút rùa đen của mình vậy, nhưng mà À. nó đen một hình tròn luôn, y như là cái trái châu mà châu chuỗi người ta hay đeo á. À. Có nghĩa là từ cái lúc mà đám ma của ba em Dạ. bắt đầu là nó tự nó thâm và nó đen, Dạ. sau đó là dần dần nó ăn lan ra. Dạ. Cái lúc mới đầu đấy gia đình có đưa cô đi bệnh viện không? Dạ cũng có đi. Có đi. Người bác sĩ nói rằng Nói là bị lan da. lan ra. Dạ. Mà lúc đó nhà cũng khổ nên chỉ đi, người ta kêu nằm lại, mẹ nói nhà khổ sợ không có tiền nên đi về không có nằm, chỉ về làm mua thuốc uống giảm đau thôi. Rồi mẹ đi lấy ớt ôm lúa này kia nọ đồ là bắt đầu nó di căn, nó ăn mạnh, nó ăn nhiều 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 nhiều, nhiều vô. Có nghĩa là đi hái ớt xong bắt đầu tay chân mà dính thuốc, dính men, dính ớt ấy, nóng xong là bôi lên mặt. Bữa nay ăn uống không được à cô? Rồi về sau này lúc mà nó ăn ăn lớn lên trên mặt ấy thì có đi bệnh viện nào Dạ có. Rồi bác sĩ nói sao? Ung thư da. Ung thư da. Ung thư vùng mặt. Ung thư. Ung thư mặt hay ung thư? Trang ơi, bác không biết đi dưới này Trang. Rồi bữa nay có uống thuốc đều đều không? Là chính thức là bà là nằm ở nhà, là có nghĩa là không đi làm được nữa là từ bao giờ? Dạ, 1 năm trở lại. Một năm trở lại đây. Dạ. Nhưng mà 1 năm trở lại đây trước đó thì cái khuôn mặt nó ăn có nhiều không? Lọt mắt vậy. À, Cũng vậy là ăn hết một mắt bên rồi. vậy là 1 năm trở lại đây thì mới là nặng thôi đúng không? Dạ. Vậy mấy tháng đầu thì có bà cô ngoài chợ Bánh Đò nè, ta làm từ thiện chạy điện gì á, để cái miếng chạy điện trên đây nè cho nó đứng lại, nhưng mà nó cũng không có đứng. Cũng cô đó cũng cứu mẹ, không có lấy tiền nhưng ta làm từ thiện á, cũng trị cho mẹ đủ thứ thuốc đủ thứ ấy hết, cô vệ sinh cô rửa cô làm, nói chung cũng làm cho mẹ dữ lắm, nhưng mà cũng không có ăn thua gì nó hết. Nó bị nặng quá rồi đâu có. Dạ. Mà là trước đây là khoảng 1 năm trước trở lại về trước á, là cô vẫn đi làm thứ bình thường. Cũng ở nhà nó ăn ít á, kiểu nó ăn ít, cũng ở nhà mình đi tới đi luôn, cũng làm bậy bạ để kiếm sống hàng ngày á anh, nhưng mà bắt đầu nó ăn tới con mắt là không có đi đâu được nữa. Từ lúc mà nó ăn lên ấy, cái mắt là không có đi đâu được, Dạ. chỉ có ở nhà thôi, chỉ Dạ. có nằm ở nhà vậy thôi. Dạ. Rồi từ lúc mà cô bị bệnh như vậy thì cái ra đây cái cuộc sống nhà mình nhá, gọi là giống kinh tế ấy, thì mình dựa vào đâu? Dạ cũng khó khăn lắm. Chỉ được mấy tháng nay là mẹ em bị bệnh này rồi thiếu ăn á, rồi xỉu lên xỉu xuống á, nên nhờ bà con ở đây nè giúp đỡ, nó là có một cầu Yến Thanh ở trên đầu đường á, là giúp đỡ cho mẹ để kêu, thấy cầu Yến Thanh cũng đi làm từ thiện là quay lên đưa lên mạng công ty xí nghiệp đó là quyên góp giúp cho mẹ, nên mới nhờ chú Yến Thanh đó giúp đỡ. Rồi cái chú Yến Thanh rồi bạn chú Yến Thanh anh Long Ẩn rồi anh Thành Cát Kiển rồi giúp đỡ Nói vậy chung có đó. bữa nay cũng được nhiều người biết tới và cũng như giúp đỡ cho bà có tiền uống thuốc. Dạ. Anh cứ tưởng là ngày xưa là lúc là bị cái nốt ruồi đó, xong bắt đầu mình mới đem mình đi tẩy á, rồi bắt đầu nó bị nhiễm trùng xài đám ma. Cái này hình như mà em cũng không có thấy mẹ tẩy, chỉ là thấy nó ăn đen nhưng mà từ từ tưởng nó bể luôn. À, tự nó bể chứ không phải là Dạ. mình lẻ nó ra. Dạ. Mà lúc đầu là đi khám đã có rồi, lúc mà ba em sống là nó có rồi, là đi đi là bị lan da, nó nói là lan da thôi, ta kêu nằm ở đó nạo, nhưng mà do mẹ ba đồ cũng có tuổi hết rồi nên sợ kinh tế nhà không có nên thôi đi về. Vậy là cái lúc nó mới bể ra đó thì bác sĩ có nói là ở lại để chữa trị, Dạ. nhưng mà do kinh tế gia đình nhà mình hơi khó khăn Dạ. cho nên là không có ở lại để điều trị. Và ngày xưa chắc bà làm dữ lắm ha. Dạ, mẹ làm tại vì mẹ trụ cột nhà ba mà đó, 73 tuổi, ba mất, ba cũng có tuổi rồi cũng không có làm gì, trụ cột nhà dựa vô mẹ. Em đi học cũng do mẹ lo, mẹ đi ở đợ làm đủ thứ nghề để lo cho em đi học. Gọi là làm thuê quốc mướn làm Dạ. đủ. Bữa nay nó có ăn rộng lên thêm tí nào không hay là nó vẫn vậy thôi? Nó ăn rộng thêm
cả ngày. Ngay bên đây rồi nó hoại tử ở dưới đây nữa, nó làm miệng ở ngay này nó. Nó cứ ăn dần dần là nó ăn sâu vào trong. Dạ. Rồi uống thuốc để cho nó gọi là nó giảm cái độ phát triển đi thôi. Nó giảm đau rồi. Giảm đau rồi. Dạ. Chứ còn phát triển là nó vẫn phát triển. Dạ. Cái này cô ăn uống có được không? Dạ mẹ ăn được miếng cháo miếng mà nấu loãng hay như nước vậy anh, đổ vô chứ nấu đặc nước không được nữa. Mua sữa cho cô uống? Có sữa anh có mua, với lại mấy cái mạnh thường quân tới người ta cũng có cho á. À. Rồi mẹ cứ uống từ từ vậy đó, mà uống một hộp uống nhiều lần lắm chứ không phải là uống một hộp, có khi uống cái chục lần mới hết. Tại đâu cô uống nhiều vô nó bị nghẹn ở đây nè. À. Nó nghẹt thở lại. Phải uống từ chút như muỗng hai muỗng vậy, cái rồi cất khi nào mà đói thì uống muỗng hai muỗng. Phải là ăn thành nhiều bữa. Dạ. Là em đút cho bà hay là? Dạ em đút. À. Ăn uống giờ nó hơi vất vả hay không? Dạ. Cô bữa nay còn được bao nhiêu ký hả em? Chắc tầm 30 mấy ký. Bữa nay càng ngày càng ốm rồi. Nó bổ tụng cách đây chắc 4-5 ngày tưởng đâu mẹ em đi luôn. À sao vậy? Tại nó nghẹn ở đây nè, tự nhiên mẹ thở không được. À. Mẹ la quá trời la luôn. À. Có nghĩa là ăn vào nó nghẹn và giống kiểu thức ăn không đó phải ăn nghẹn mà là cái mí xương này anh. Ừ. nó sụp vô cái đường thở của mình á. À nó chèn. Dạ. Rồi mẹ cứ thở không được, rồi mẹ la, nó mẹ bổ đó là tay chân mẹ nó lạnh nó ngắt luôn. Ừ. Mà không có cảm giác gì luôn á. À. Rồi em ở nhà cũng sợ lắm, rồi mới nhờ mấy cô vòng sớm lại kêu họ mẹ mới tỉnh lại. À. Và là do cái xương ở trong nó bị ăn nó bắt nó rụng xuống. Dạ. Xong nó chèn vào cái đường thở. Dạ. Thì dẫn tới là mình không thở được. Dạ. Cô phải ăn nhiều vào nó mới có sức khỏe quá. Nhức đầu lắm hả? Kể nó ăn vào xong đầu nó đau. Nó ăn vô não. À có nghĩa là không đi lâu chưa? Dạ đi cũng nay cũng 2-3 tháng rồi. À. Là bác sĩ nói là nó ăn vô não rồi. Dạ. Đi xuống bệnh viện Chợ Rẫy á. Rồi nó bắt đầu nó cũng không có cho mình khám, nó chỉ đưa vô nó coi sơ cái nó coi vô mình cho mình coi cái bệnh án ở bệnh viện Củ Chi á. À. Rồi cho coi cái nó để là ca ác tính. À. Rồi cái nó nói là thôi đi về đi. Ừ, chứ giờ ở đây cũng không có làm gì được. Nằm à. Đây thì cũng vậy, thôi về nhà cứ cho bà ăn, muốn ăn gì cho bà ăn đó. À. Rồi cái vài ba bữa sau cái mẹ bị kiểu như là uống thuốc tây nhiều quá. À. Là không ăn uống được nên nó bao tử, cái nó bị nhiễm trùng bao tử. À. Với là bị lép bao tử, phải đi xuống bệnh viện Củ Chi. Ừ. Nằm đâu cũng mấy ngày nó trị bao tử xong nó cũng cho về. À. Là nó không có trị cái mục giống kiểu ăn ít quá là không có chất rồi. Giờ chủ yếu là chỉ uống sữa thôi. Dạ. Cô phải chịu khó ăn nhiều vào cô ạ. Ăn nhiều vào thì nó mới khỏe được. Vậy là giờ hàng ngày cô chỉ có uống thuốc giảm đau thôi. Dạ. Hay là cô là chỉ có một mình em là con ruột thôi đúng không? Dạ. Có đứa con một. Dạ. Bây giờ là em chỉ ở nhà rồi lo cơm nước cho cô, vệ sinh cho cô. Dạ. Tối là cô vẫn lên trên giường nằm chứ đúng không? Đâu nằm chứ. Em trải cái nệm nó ra ngay đây nè. Nằm ở đây luôn. Dạ. À đây cái có cái nệm bự này là chỉ có nằm ở đây luôn. Dạ. Mua hổm nằm cái nệm thấp nè. Cái nằm thở không được. Nên năm thôi, vợ chồng em với lại nhờ mấy cô mấy chú giúp đỡ. Ừ. Nên thôi mua cho mẹ cái nệm bự đi. À. Cho mẹ nằm, cho nó cao, cho nó cái đầu nó cao lên nè. À. Cho nó thở được. Có khả năng ví dụ mình nằm cái nệm cao vậy được này, chứ nằm cái nệm mỏng quá nó gần đất. Dạ. Hút đất người cũng mệt lắm. Nói là mẹ nằm nệm thấp á, sáng mà dậy không có nổi. À. Thường nằm nệm cao là mẹ đứng lên là cái nọ nó nhẹ hơn. Còn nằm nệm thấp có nhiều lúc mẹ dậy không nổi luôn. Có phải là giờ bà còn đứng được hả? Ý như là em đỡ. Lâu lâu em dìu. Dạ. Em giống như dìu đi tắm hay là đi dạ. Vệ sinh. Dạ. Là cứ giờ cứ nằm đến bữa là ăn thôi. Dạ. Nó còn đi vệ sinh thì em mới dìu đi thôi. Đi vệ sinh em đem tới chỗ cho đẹp.
Chỉ đi tắm lại em dừng đi thôi. Thế là giờ bệnh viện là giống kiểu nó người ta không nhận nữa. Thuốc bây giờ uống mỗi thuốc giảm đau thôi. Dạ. Thuốc Ultraset đó. Với lại Gabatin 300. Ngày uống mấy cữ? Nhiều cữ lắm. Lúc nào đau là uống? Dạ. Uống đấy mà bác sĩ mua thuốc cho đó anh la luôn. Anh nói đừng có cho mẹ uống nhiều quá, uống nhiều quá không tốt. Nhưng bây giờ không uống thì đau. Dạ. Không, em nói không uống thì mẹ đau lắm, mẹ chịu không nổi. Anh nói chứ em cho mẹ uống cỡ nào là phải hại mẹ chứ không phải là thương mẹ. Nhưng mà mẹ đau quá, mẹ chịu không nổi, mẹ đòi uống hoài à. Bây giờ đau quá không uống đâu được. Dạ. Mình bây giờ mình ví dụ như chỉ bị tay đứt chân có xíu mà mình còn chịu uống nổi, mình phải còn uống nữa mà. Dạ. Không chỉ là bị nguyên cả cái khuôn mặt mà bị nó ăn hết cả khuôn mặt này. Dạ. Chó làm một nó này. Đen cái này. Rồi đen hai bên này dọn hốp, hai bên này vô. Giờ nó ăn toàn bộ gần như là hết cái khuôn mặt luôn. Nhiều cũng da đầu á. Anh thấy này nó rụng từ từ. Có nghĩa là cái thịt nó rụng từ từ luôn. Dạ. Nó ăn đến đâu nó hại tử đến đó. Dạ. Mình không chuyển nước thử ấy. Có. Hai cách ngày chuyển ngày. Cách ngày là chuyển một lần. Dạ. Chứ giờ không có nhưng mình không chuyển không có sức ăn được. Đúng. Là nó mệt, là mệt hoài luôn á. Chuyển vô nhưng không ăn được. Mấy người ở đây bà con rồi cũng chỉ nói cho mẹ mày không ăn được cứ chiền nước biển, chiền nước vô đạm hay này kia nọ cứ chiền đi cho mẹ mày khỏe chứ không ăn được cứ để ở nhà là chết. Đúng rồi, mình phải truyền thì ví dụ mình do mình không ăn uống được ấy, cho nên phải truyền vào thì mới có sức. Dạ. Chứ mà không truyền là không ăn không uống mà nó cũng không chuyển nước nữa là gì, là mệt lắm. Dạ. Là giờ ăn chắc là cũng chỉ nhuốt thôi chứ đâu nhai được cái gì đâu. Anh nghĩ đi, giống như nước lạnh mình uống à. Còn mẹ thì ăn nó giống nấu nó giống nước vậy đó. Cứ giống nấu cháo. Người ta là ăn cơm là đằng này là ăn nước. Lộ cái cái lên, chỉ hút cái nước. Lấy cái chất thôi. Giờ chủ yếu là cần cái chất dinh dưỡng để đổ vào người thôi. Dạ. Mình có mua cái sữa Ensure nọ kia đấy. Có, em có mua sữa Ensure. Rồi để cho mẹ đút muỗng hai muỗng vậy á. Nhưng mà uống lúc được lúc không. Bây giờ em lấy thử một ít em đút cho bà uống thử. Dạ. Cô phải chịu khó ăn nhiều nha cô. Ráng lên ăn nhiều vào cho nó khỏe. Dạ. Mình phải ăn thì nó mới có sức khỏe, mình mới chống chọi lại được bệnh tật. Vậy là ông mất được mấy năm rồi bà? Rồi thôi bà cứ nằm đi, bà cứ nằm nghỉ đi cho khỏe đi. Tí nữa con hỏi bé Nguyên. Dạ. Đó, ông mất được mấy năm rồi em? Dạ, ba em mất 8 năm rồi. 8 năm rồi. Vậy là bà cũng chịu đựng căn bệnh này 8 năm rồi. Dạ, hơn á. Hơn luôn. Mà 8 năm mất là bắt đầu nó nặng á. Chứ lúc trước có một nhỏ. Vậy là lúc là 50 tuổi là bà bắt đầu bà bị? Bà uống sữa và cho nó khỏe. Có hai bao muỗng vậy thôi hả? Dạ. Ăn vậy sao có sức kìa. Dạ. Toàn bộ khuôn mặt của bà bây giờ là bị nó ăn gần như là hết rồi. Em ngồi đi. Tại lần trước anh xuống đây á thì được anh chia sẻ hoàn cảnh của cô thì cũng được có mấy cô chú gửi giúp cho bà một ít tiền. Dạ. Thì hôm nay anh xuống để anh mang xuống cho bà để cho bà mua thuốc hay là mua thức ăn. Dạ. Có mấy cô chú gửi cho bà ít tiền mà. Dạ. Dạ.
Dạ, không có gì là tội khổ bằng cái ốm đau bệnh tật. Có một chị ở Canada gửi biếu cho bà là 2,4 triệu. Còn với một chị là Mỹ Loan Đỗ gửi cho bà 100 đô. Là tổng số tiền là được 4,7 triệu bà ha. 100 đô là 2,3 triệu. Với 2,4 triệu là 4,7 triệu là chị ở Canada là 2,4 triệu. Chị Mỹ Loan Đỗ là 100 đô. Là 4,7 triệu để con gửi cho bà 4,7 triệu để bà mua thuốc ha. Dạ. Bà phải ăn nhiều vô. Nhiều rồi hết rồi lại có người giúp ha. Cho bà nói gì? À rồi bà cứ ăn nhiều vào là có người giúp bà ha. Bà cầm được tiền không? Đây 4,7 triệu bà ha. Em đếm cho bà thử xem là đếm xem nó đủ chưa. Đếm lại cho bà. 1, 2, 3, 4, 4,5, 4,7. Đủ ha. Dạ. Bà ráng ăn nhiều và giữ gìn sức khỏe đi. Rồi nếu mà có dịp thì con lại xuống con thăm bà. Mà ăn nhiều mới có sức để mà kháng lại bệnh. Dạ. Thì hôm nay con tới con thăm bà thì thay mặt các cô chú gửi biếu cho bà, gửi biếu cho bà chút tấm lòng. Còn bây giờ con đọc cái số của bé Nguyên. Bây giờ anh em đọc cái số của em á, nếu mà cô chú cần liên hệ. Dạ. Số điện thoại của em là 093 160 1145. Nếu mà các cô chú các anh chị nếu mà muốn liên hệ với bé Nguyên là con gái của cô Chóp để giúp đỡ cho cô có chút tiền để uống thuốc, thì tại bây giờ nó cũng gần Tết rồi, bây giờ nếu như mà mình xuống dưới đây thì sợ không kịp. Thì nếu mà trước Tết mà các cô chú các anh chị nào muốn ủng hộ cho cô Chóp cũng như giúp đỡ cho bé Nguyên có tiền để chăm sóc mua thuốc cho mẹ cho cô Chóp để mà điều trị bệnh thì liên hệ trực tiếp với bé Nguyên thì nó sẽ nhanh hơn, bởi vì từ giờ nó cũng cần Tết, còn 2 tuần nó là Tết rồi. Dạ. Thì anh sợ anh xuống không kịp á. Dạ. Nếu mà các cô chú mà có gửi qua anh thì nó hơi qua Tết anh mới đi được tiếp. Dạ. Thôi thì bây giờ tới thăm cô nha. Rồi anh cũng xin chào nha, xin hẹn gặp lại. Sao bà? Mẹ cảm ơn anh. Dạ dạ, không có gì đâu bà, đây là tiền của các cô chú gửi biếu cho bà. Dạ, rồi nếu mà có dịp là con lại xuống con thăm bà nha. Dạ dạ. Thôi anh đi ha, con đi cô ơi. Dạ. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.